đây, bằng chứng nha mọi người. Tới rồi anh em ơi. Chạy đây nha. Đúng rồi, cái này đi bộ lên luôn nè. Trời ơi, leo lên sợ không được luôn á. Chìa khóa gỗ được từ từ sao không trước đi anh Tấn ơi. Hello. Ghét không? Đỡ anh Tấn, xịt ở đây. Kẹ nó còn trên ổ kìa. Anh vợ xịt thuốc rồi này. Anh dễ xịt thuốc em giờ hơi quýu. Xịt lên tới. Trời ơi, đừng sợ hết. Kêu đi. Vô rồi, vô đâu rồi. Chơi tao hả? Tao chơi mày lại mà. Chạy về quá Tấn ơi. Kiểu mới đi giết tiền mà chỗ này rất là nguy hiểm lắm. Hey, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã TV. Mày lóc hoài luôn á. Đang hoài. Giờ đâm nha. Ê. Lóc bằng giò hôm nãy giờ là được vài con rồi đó. Ê, không chừng hết câu chào kìa, nó kiếm được nửa ký đó. Có nguyên à lóng luôn nè. Không nói nhiều. Bụp. Máy chạy. Thì mấy anh em mình ngày hôm nay sẽ có một clip gọi là 24 giờ anh em mình tự tìm thức ăn ngoài sông này và ở trên cây nha mọi người. Đây, đặc biệt là trên cây bằng. Cây bằng này rất là lớn. Ở đây có rất là nhiều cây bằng lớn nha mọi người. Thì đó, những cây bằng này rất là lớn. Rất là nhiều ong nữa. À lóng. À lóng nữa. Thì xe đẹp mới bị chích nè. Xe đẹp mới bị chích. Thấy xe đẹp bị ong chích chưa? Bao giờ chưa? Chích vô mũi mày đó. Chích vô mũi là cân bằng nội tiết tố lại đó. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ làm thử thách một ngày ngoài đây nha mọi người. Thì tối nay mấy anh em mình sẽ ngủ đây và anh em mình sẽ ăn trên đây. Nói chung là sinh hoạt mọi thứ trên cây này hết. Chứ cái điều đầu tiên mà anh em mình phải làm á là phải tiêu diệt hết cái đàn ong này mọi người. Tại vì biết sao, hồi bữa mấy anh em mình có lại ấy một lần mà đi đó, bữa đó vừa sụp tối cái gọi đèn không có ấy hết được, xịt không hết mọi người. Bây giờ lên thì anh Tấn lên đang xịt thì nó dứt anh Tấn ngay cái đầu một cái dẹo, thì mới lên đứng xạo xạo dứt vô cái tay cái chạy xuống hết trơn rồi mọi người. Thì bây giờ để anh em mình tranh thủ gọi là làm tổng vệ sinh cái cây này cho nó ấy cái mọi người. Thì ban đầu lên thì mấy anh em cũng mua trái cây rồi lên cúng rồi mọi người, xin phép. Nói chung là mấy anh em mình đi mấy chỗ lạ thì nên như vậy, tại vì chỗ nào cũng có chủ hết, là mấy anh em mình phải xin hết. Thì hy vọng là clip này và tối đêm nay mấy anh em mình sẽ suôn sẻ hết nha mọi người. Ok, thì mọi người cùng đón xem video ngày hôm nay nha, rất là hấp dẫn nha. Một ngày ở trên cây bằng, không phải ở trên rảnh luôn nha, nhưng vẫn xuống đây kiếm đồ ăn rồi nha mọi người. Nói chung là sinh hoạt, sinh sống ở trên cây bằng nha mọi người. Ok. Mấy anh em mình đi lên nha mọi người. Đi lên đây. Lên bắt nhộng ăn ăn coi. Nhắc hoài đi. Tôi anh em lúc xếp hết trơn mọi người. Này cũng ghén mấy cái vụ à lóng. Nói chung là trên cây thì cũng rất nguy hiểm cho nên anh em cẩn thận dò cẳng nha. Nguy hiểm luôn, nhìn gặp lưng chúng ta xung quanh chứ. Sáng ở đâu? Em ở đâu? Em ở đâu cũng được. Em đang kiếm. Nhã có chưa? Chắc em đi quá. Ở đâu? Văn võng trên cây này là ai biết văn hả văn nha. Ok mọi người, thì nãy giờ sau một tiếng mấy, gần 2 tiếng hồi thì mấy anh em mình đã ổn định được vị trí ở trên cái cây bằng này nha mọi người. Thì mấy anh em mình hôm nay đem theo gồm có là thùng nước, bếp ga, rồi nồi niêu với lại bộ gia vị nha mọi người. Đó, để nấu ăn. Trên đây không có nhóm củi được cho nên phải xài bếp ga. Rồi mỗi anh em là có mỗi cái chỗ ngủ khác nhau rồi nha mọi người. Trời, anh Phương anh treo quần mắt văn quá quá. Anh Tấn có bình em dưới không? Anh Tấn té ha, té xong. Té xong nha mọi người, nãy sóng đánh Tấn kêu ngồi xuống không chịu ngồi nha. Bay luôn mọi người. Trời, ghê vậy. Đây, bây giờ mình sẽ review chỗ ngủ từng người nha. Đây là chỗ ngủ của anh Tấn Lê nè mọi người. Đó, ngủ đây không biết tối này nước có lên tới không nữa. Nghĩ chắc nước lên cũng xăm sắp đó. Bên đó là chỗ ngủ của anh Phương. Đó, đó chỗ ngủ của anh Phương nha mọi người. Còn xích lên xíu là chỗ ngủ của Sang. Rồi Danh. Dẹo đâu? Dẹo trong cái hổng đó phải không? Đây, dẹo ngay đây nha mọi người. Hả? Cái biệt thự mình
mười mấy tầng lên anh. Mười mấy tầng. Rồi chỗ ông của mình ở nha. Chỗ này là chỗ hả? Trên ông của mình ở. Ông mình ở. Lá đó. Đây mọi người, đây là cái võng của mình. Rồi bên đó là của anh Ba nè. Rồi ngay khúc đó dưới cái lường đó là của anh Tòn đó mọi người. Còn cái ôm chứ. Thì hôm nay anh em mình có đem theo 10 kg gạo để ăn nha mọi người. Đó. 5 kg. Gì? 5 kg đủ không? À, có ngày 10 kg chứ nào. Ngày ông nội. Thì... Ăn đêm nay hả? Không đủ, chắc đủ. Còn đêm nay sao? Ê! Rồi, nói chung là bây giờ ổn định vị trí rồi. Anh em mình sẽ vài người sẽ đi săn bắt kiếm đồ ăn nha mọi người. Còn vài người ở đây sẽ sắp xếp lại tất cả những cái đồ cho nó gọn gàng. Những cái đồ bếp này nó còn lu bu lắm, cho nên bây giờ phải sắp xếp. Đúng rồi, giờ em sẽ đi theo anh Tấn. Với ai nữa đi theo? Anh Ba. Anh Ba đi theo lặng. Toàn đi không? Toàn đi theo. Rồi hai người đi theo. Với em nữa ba người. Danh đi không? 4 người rồi. Nguyên combo này đi với anh Tấn. Còn combo đó thì ở nhà. Gặp nạn rồi. Nhảy từ cành này xuống như nó đập vô gặp nạn rồi. Bây giờ mình với anh Tuấn với lại mấy anh em sẽ đi văn lưới với chài cá nha mọi người. Ơi, anh lấy nước rồi, muốn nước cho. Sẵn sàng chưa? Nói chung là ngày hôm nay mấy anh em mình trên cây cho nên nó hơi khắc nghiệt, cho nên là nước nâu đem hay đầy đủ mọi người. Chỉ còn cái kiếm đồ ăn thôi. Kiếm có đồ ăn là ăn thôi mọi người. Cái này là cắm trại sinh tồn nha, chứ không phải là sinh tồn hẳn nha mọi người. Đó. Trên đó nhìn đã mọi người, nhìn mát mẻ ha. Cái võng của mình là kiểu là ở trên cao nhất luôn mọi người. Đúng rồi. Đó. Mà cao mà anh có cái bệ chứ không sao. Không sao. Tôi ra sao? Rồi anh Ba ra sao dặn lại. Nói chung mà vô cái môi trường. Đem bơi cho, đưa em bơi cho. Vô môi trường này là đúng là khắc nghiệt rồi. Đúng rồi. Nói chung là đi đứng hoặc là sinh hoạt hay làm cái gì nó cũng đều rất là khó. Mà phải đi chậm từ từ lên trên cây này rất nguy hiểm. Nên anh em mình phải vừa kiểu mà cắm trại mà vừa sinh tồn chứ không sinh tồn phật phụ được mọi người. Bình thường anh ơi. Em nói anh ấy sinh tồn thật hậu mà đi một hai người rất là dễ đi. Đúng rồi. Tại vì đi một hai người đồ ăn anh kiếm một hai con cá là được. Là đủ no, hoặc là 5 10 con cá là đủ no khỏi ăn cơm. Còn này rất là nhiều người mà 5 10 con cá là hú mọi người. Kiếm thật nhiều thành phẩm vậy. Anh em mình phải gọi là cắm trại sinh tồn rồi. Hội kiếm cái vị trí để anh em mình buộc cái võng thôi mà cỡ 2 tiếng rồi. Rồi giờ anh em mình đi ha. Đi. Không đợi mọi người chờ đợi lâu nữa, đi kiếm đồ ăn mọi người. Rồi xa bến bờ nha mọi người. Dạ anh em mình xa bến bờ chuẩn bị đi kiếm lương thực nha mọi người. Rồi giờ hiện tại giờ trước mắt anh là lấy mình anh Tấn. Trước mắt là mình đi đâu là kiếm gì nè? Kiếm lưới. Giờ mình đi giăng lưới nha mọi người. Sông chỉ có chim thôi chứ kiếm gì? Dưới sông có dưới chim. Mấy ba nói chuyện cho hỏi chim trên cây á. Hả? Chim trên cây. Kiếm... Nào trên Thanh Nhã chưa có sinh tồn trên cây phải không? Chưa Tấn ơi. Bữa nay có đầu đàn nha mọi người. Anh Tấn đầu đèn cho anh em mình nha. Chứ ngọn mình cũng nhớ ở đây nữa. Không nhớ lắm mọi người. Sao? Thì có hồ địa ở đây mình dám đi. Rồi bây giờ xuống tay lưới nha mọi người. Chờ anh Phẩm. Bữa đuổi mang cá đều hồng chứ múc là bây giờ em mới giữ vậy nè. Hiện tại là anh em mình giăng lưới từ đó tới vô đó rồi từ đó ra đây nha mọi người. À, rồi anh em sẽ giăng dài nữa. Rồi tí rồi sẽ đi thăm nha mọi người. Giờ này quá nắng rồi. Trời ơi. Chín hết rồi. Đáng rồi. Kìa. Anh Đảm có coi được cái này, giờ đây bắn mấy con này giùm em anh Đảm. Quá trời luôn. Nó bay láo quá anh Đảm ơi. Trời trời ơi. Ê anh bay của anh Đảm nha. Ơi. Được rồi. Không có đạn. Không có đạn. Cho bắn rồi. Giờ anh em sẽ giăng dài rồi đắng nha mọi người. Rồi hết tới lưới rồi cái anh em mình sẽ có chiến dịch mới. Rồi một chút xíu sẽ đi hầm nha mọi người. Ở đây có con muốn nhiều nha anh em. Đây thì anh em mình mới giăng lưới xong mọi người, giờ bắt đầu nhả chài nha mọi người. Lụm đi mọi. Cái chài đầu tiên trong ngày sinh tồn. Quá đời heo. Quá lên tim rồi. Cái dù đếm 20 kg. Lên tim hiểu rồi. Thôi được. Dướng gì á, dướng rồi. 3. Dướng không nhỉ? Dướng gì vậy? Cây rồi đó. Không, đâu bây giờ. Anh Vịnh lấy em kéo rồi được không? Nhìn cái dưới cái gáy cấp á. Cứng quá thằng hậu, đỉnh kéo nha. Mình nghiêng mới xéo quá. Lên nào, kéo nó vẫn lên. Dính cái bực á. Lên nè.
hình lên mọi người. Chín cây rồi. Thất bại. Rồi chỉ là em làm đó ngay giờ mình đã nốt đó luôn. Đây cái mê chạy thứ hai mọi người. Dính mà đó lại rồi. Chạy hơi chạy tròn dính cá dính tôm. Để luôn hả? Dính cái chạy luôn rồi. Thôi thôi. Dính tôm phải không rồi để luôn. 12 giờ quá đứng bóng chưa rồi nè. Cái trắng. Một con cá trắng. Ơi, hai ba con ba con. Ơi. Ba hai ba con kìa. Chụp đây đi, chụp đây lại đi. Con này mọi người, méo xẹo vậy đó. Để ý rồi, chạy méo rồi dính. Này mà cho không có là không dính mọi người. Ô vậy đó. Cái mọi người sáng đang lặt keo chai mọi người. Anh em kia thì đi giăng lưới với chà cá kiếm đồ ăn mọi người. Ở nhà còn ba anh em mà sáng này lặt keo chai, dẹo chút xíu nữa bầm xả mọi người. Phương đây Phương thiết kế được cái gỗ bên đây để gạo với đường chú tốt ngọt như vậy. Còn gỗ này mình để giá rồi mọi người, để cho danh hay tiếng lên hoặc là mình hồi đó gì cái gọn không dẹo. Hết ra cái mình có để vô gà luôn. Tay để nghe. Đó. Cơm sôi luôn mọi người. Rồi giờ mình kiếm chỗ mình treo cái bình nước này nữa. Rồi mời mọi người xem. Đèn. Đó. Bỏ xuống bình ắc quy. Thử nhà không? Rồi. Ok. Một em. Được con. Có hay là to ăn ngon lắm. Trời ơi, thôi tới luôn á. Anh đừng anh cứ hãy hẳn cho mình anh ba nha anh. Đậu à. Mọi người. Nó có lạc chứ mới cái mà dân ăn trà là ngon. Đúng rồi. Thôi sao mà đói được. Dễ gì. Làm nước kho nhiều hơn cá quá. Kiếm rau nó đẹp á. Bằng xài rồi nó bầm vô ăn. Một em Goofy. Goofy đó Goofy. Nhưng mà xong nó mập đù quá ha. Không có hiếm đâu. Hồi anh sẽ cố gắng cho bữa cơm anh em. Đậm bạc. Đậm bạc đúng không anh? Cái chim. Cái chim anh Tấn ơi. Cái chim trắng chim trắng. Chim đen. Chim đen hả? Không trắng mà nó ấy là chim đen. Cái đuôi trắng màu. Cái đuôi nó đỏ. Còn cái gần nó bén không mọi người? Gần nó bạo lắm. Nó là giống như danh hà đó. Ủa? Nước nó xấy vô. Có mọi người. Chim biên hành đen. Con phẩm là được. Cái đường hồng mọi người lụm. Ở ngoài đây em thấy cái đường hồng bự vậy thôi. Mini. Trần Toàn với anh Tấn đang thấy muốn nha mọi người. Để hồi về mọi người ơi. Về xào tỏi. Để hồi về xào tỏi ăn. Em muốn này tươi không ạ? Tao tươi luôn á. Cái muốn của ba tao đây lại Toàn. Ok. Cảm ơn chú nha. Cái gì vậy trời? Tao đang quay gáy. Tao quằn quá chứ quằn mà không có con gì hết. Cho nên bây giờ mấy anh em mình sẽ bẻ về trái xài về để kho lạc với mấy con đó bọc xài vô ăn nha mọi người. Đó, xài không biết xong. Xin vài trái. Hai ba trái là bọc vô ăn đủ rồi. Con trái nhỏ. Nước nó bị lớn đó mọi người, rồi dân không có cá móng nữa. Không có cá gì mà đi vô không cần nước. Tại sáng làm với chỗ ở là nó mất cái thời gian nó qua con nước rồi. Cho nên là không có ấy được nha mọi người, cho nên bây giờ phải chịu rồi. Giờ để tới chiều nước rộng anh em mình đi làm lại từ đầu. Về về nấu cơm chứ đói bụng quá trời rồi. Về tới rồi anh em ơi. Về tới mọi người, nước lớn rồi. À, nước lớn mọi người, à, chỉ cần chỉ đứng lên thôi. Rồi anh em lên bờ làm ăn mọi người, quá đói bụng rồi anh em ơi. Thất thu rồi anh Phương ơi. Thất thu rồi. Mấy cái gỗ anh đựng rau anh Thương. Mấy anh em ở đây
Nãy giờ quên kêu cắt mấy tấm bạc nữa, trời chín mưa rồi. Cắt tấm bạc để hồi chùm lên cái võng mọi người. Ví dụ có mưa rồi, mỗi người một cái vậy đó, chùm lên. Bây giờ cứ lên luôn đi. Còn mình lên qua bến chưa? Qua đâu? Qua bến anh thăm mấy ta đó. Ok. Em đi với anh. Em lên mằng cá. Em đi với anh. Lên mằng cá. Chuyển mưa mọi người, tự nhiên kéo may đây rồi. Kéo may đang ngồi lùi rồi. Hy vọng không có mưa nha. Lên các bạn đi. Đi đi. Đi đi. Tình hình là bây giờ bầu trời chuyển mưa rồi mọi người ơi. Gió quá trời gió luôn nè. Mấy anh em ở dưới đang cắt bạc nha mọi người. Cắt bạc để che lên cái võng, mỗi người mỗi che nha. Võng của Sang với lại Danh thì chắc che chung được nè. Còn võng của mình thì phải che riêng. Mỗi người phải mỗi che rồi mọi người. Để bây giờ đồ nó ướt là tối nay ngủ không có được nha. Hy vọng là gió kiểu này bay cũng may qua cho đừng mưa. Nào mọi người nhìn nguyên một cái viền trắng đây nè. Mây đang đen hết bầu trời trên rồi. Nếu bay qua luôn thì ok. Hiện tại bây giờ thì có mưa lâm râm rồi. Anh Phương đội ở dưới thì đang mằng cá để ăn cơm trưa nha mọi người. Mà giờ này cũng trễ giờ trưa luôn rồi. Rồi một thử thách này khó khăn nha. Mưa trên đây là mệt lắm nha. Rồi có nước rồi kìa. Có nước rồi. Rồi có nhiễu hộp rồi mọi người. Chết bà rồi. Rồi. Cảnh tượng ở trên cây nè mọi người. Giờ này là nhiễu hộp luôn rồi. Giờ dẹo đang gom mấy cái đồ vô bọc ni lông để nó để vô trong cái vỏ của anh Phương, trong cái lều cái võng của anh Phương nha mọi người. Thôi đừng có mưa lớn mà. Mưa rồi mọi người ơi. Mưa rồi mọi người. Mưa luôn rồi chứ không phải không mưa nữa rồi. Bình thường á nắng nóng á thì không chịu. Bữa nay càng nắng không nắng mưa. Quá mưa mọi người ơi, ướt hết rồi. Không xong rồi. Ơi. Hắt khẩu rồi. Tắm mưa luôn. Thì mưa mọi người ở trên cây thì rất là nguy hiểm nha mọi người. Xét rồi thì nguy hiểm lắm. Nhưng những cơn mưa đầu mùa này rất là nguy hiểm. Mà không biết sao bữa nay xui quá, ngay đi ngay cái đám mưa luôn mọi người. Dông quá trời dông rồi nè. Mấy anh em đang chủ yếu là để giữ cái món đồ cho nó đừng có bị ướt thôi. Chủ yếu là giữ cái đồ, cái võng đồ cho đừng ướt thôi chứ không đường nào mà chống đỡ được hết được đó mọi người. Chắc chắn là tối nay ngủ với lại cái võng ướt rồi đó. Nhảy ngủ luôn hả? Sang xuyên đêm luôn hả? Tối nay tính luôn mọi người. Quá trời. Che hết được rồi đúng không? Cái đồ quan trọng nó gom vô hết rồi. Giờ còn mấy cái võng không à? Phải nãy nhanh chí lấy mấy cái võng gom lại hết luôn ha. Nãy không nhớ được cái giai đoạn đó. Cách tốt nhất để chống chọi với những cơn mưa là tắm mưa. Là tắm mưa. Ướt nghe hết rồi. Không còn cách nào nữa chứ. Có cách này thôi. Tắm luôn đi. Chống chọi nó thôi. Không được, kể nó đi. Bởi gì? Giờ ngồi chịu chặn luôn chứ không biết cách nào nữa rồi, thua rồi. Đi xuống tắm xong nè. Quá trời đau mưa, quá chịu quá đắt. Tắm luôn. Lại ngồi chịu chặn nước mẹ giỏng tối nay gì ngủ. Ngủ dưới mưa luôn kìa. Tối nay sao ngủ vậy? Mưa luôn. Mưa luôn. Mọi người có biết gọi là không còn gì để mắc nữa là cho nó ướt hết luôn không mọi người? Trong khi nãy giờ mình chống chọi với cơn mưa, mình để cho nó khô mình mẩy, nhưng mà nó không chống chọi được. Thì bây giờ mấy anh em mình quyết định ướt luôn với cơn mưa. Giờ mưa cũng dịu xuống nha mọi người. Thì Tướng Lê bắt đầu kho cá. Thì cơm thì nãy ở nhà mấy anh em mình nấu rồi. Vậy với kho cá với lại làm miếng canh ha Tướng. Canh không? Canh hay đậu xào? Ăn đậu xào hả? Thôi cái gì cũng được. Chịu đi okay. Ha, canh. Những cơn mưa mà định cắt bạc che mọi người nhưng mà không kịp. Không kịp. Không kịp. Không kịp. Ướt nhẹp luôn. Tớ không biết ngủ bằng gì. Tớ không biết ngủ. Đây cát không đã lắm. Mò hến cho anh luôn đi dẻo. Ơ nhả. Mò hến chứ khùng luôn á. Được không sao. Anh chờ cho anh rồi. À, bây giờ bắt đầu tính lên kho cá mọi người. Kho lạc. Danh thì làm cái xào đồ để hồ phơi để ướt đổ cho mọi người. Còn mấy anh em kia tắm. Ủa hồi tôi có tắm đúng không?
có anh. Ok. Máy hồi rồi chưa? Nó không tới giờ tới nè. Đây, hồi phức luôn. Bằng chính nha mọi người. Mới rụng luôn á. Cái này bằng chính nha. Có chiều nay nấu canh chua là vip lắm luôn á. Thôi nấu canh chua, để nấu canh chua bằng chính mà. Đâu, bằng chính không? Nè, thử rồi. Thơm lắm. Gì anh Phương? Bằng chính này cái mũi nó rất là thơm. Giờ mấy anh em mình đem lên rồi chiều nay nấu canh chua nha mọi người. Thắng xuống đi. Sao nấu? Nhiều nhóc chân á, nó vô mùa rồi, hồi nãy đi mình đi dân lưới mình thấy nhiều lắm mọi người. Còn kia khách sạn 5 sao nằm bển rồi. Đâu? Qua đây nè. Bỏ đậu, vừa có lưới. Có lưới. 5 sao. Bikini nằm tắm biển nè mọi người. Xịt đồ mon. Khách sạn 5 sao nha mọi người, có cái cây hồng xuống cái mấy mương nè. Cây này hồi sáng nó nước cạn á, nó lòi lên giờ nó đó, chìm xuống luôn. Giờ nó đu luôn. Hả? Cái vô nằm đó. Rồi mấy anh em mình trên đó mọi người. Đây mình bơi đây mọi người xem ha. Đừng cái có lai cam không đem đi ha. Bơi vậy cho tình cảm. Đó bơi vậy tình cảm, cầm máy quay bơi cho tình cảm. Em đứng dưới chung anh được không? Được, giờ lại dính cây đi anh bơi xích cho em cái. Thấy ca mọi người. Đây. Thấy vậy cho nước lên nhìn cái cây lực lắm á. Đúng rồi. Nước hết rồi, bây giờ hy vọng là từ đây tới tối sẽ khô đó mấy anh em ngủ. Nè thử thách em lặn một cái mà bắt dẹm nhớ bắt hến nha anh coi nè. Action. Thằng lặn á không mệt, thằng bơi cầm máy mệt luôn. Sao có chưa? Ôi từ từ. Vậy là cái bãi này chừng nữa mấy anh em mình có xài nữa mà. Trời ơi lúc luôn rồi cầm máy giùm coi. Gì vậy? Chìm luôn rồi. Sao sâu dữ vậy ta? Vậy bắt được hến mọi người. Sâu lắm anh ơi. Có lạc ha. Xoài này bầm vô mọi người. Vậy lúc miếng. Ê gan. Cá thì gần chín nha mọi người. Về trứng lê bỏ mới ra chai vô để xào tỏi. Còn rau muống mình hồi để sống chấm cá cô lạc ăn mọi người. Quá hấp dẫn nè. Lên mấy anh em ơi. Tắm lấy nhiều rồi. Mấy anh em say sưa dưới dòng sông. Nói chung là bây giờ cơm chín rồi mọi người ơi. Cho nên là mấy anh em mình sẽ bới tô nha, trên đây không ngồi ăn chung được. Bế tô từng anh em ngựa tô ăn nha mọi người. Đây những chú chim đang ngồi trên cây đợi cơm ăn nha mọi người. Chú chim sẽ đã biểu. Trước khi ăn thì làm gì? Trước khi ăn thì mấy anh em mình phải cúng nha mọi người. Đi đâu cũng vậy, chỗ lạ lạ là chú quen nhưng không biết mà ăn uống phải cúng mọi người. Cúng kính tôn trọng người ta thì người ta sẽ phù hộ cho anh em mình. Thì anh Phương anh đang lấy mấy cái tô ra mọi người. Tại vì mấy anh em mình đi trên đây cho nên là đem mấy cái tô này ăn cho nó gọn nó nhẹ mọi người. Anh Tấn bầm mấy trái xài vô trong cá kho nha mọi người. Cho nó chua chua ngon ngon nha mọi người. Đó, bảo mẫu, hai bảo mẫu đang phát cơm cho mấy cháu trẻ em ăn nha mọi người. Mầm non. Xong rồi ăn cơm xong. Rồi ai ở nhà bảo mẫu ấy trong miếng sữa. Rồi ngủ nha. Rồi tối về ăn cháo. Trời. Ăn cháo trắng. Cháo trắng. Dèo dân cơm đi con. Đây là một khẩu phần ăn của một bạn nha mọi người. Đây. Bạn nào đây? Chuyện anh đi. Bạn nào lấy? Sang đi. Sang nha rồi cầm nó đi. Quan cơm ít cơm nhiều nói nha. Bạn thứ hai nè, qua đây nhận đi. Mày ngồi đó rồi mày có cơm mày ăn. Từ từ, nãy giờ. Mọi người có rau xào nha, rau muống xào nha mọi người, với rau muống rau chay xào. Đây có cá dồ kho lạc. Xài sống nha mọi người. Ai dân giỏng ở đây nè. Con dẹo với ai? Cái nào được rớt tô cơm đó rồi sao? Rớt tô cơm mày nhịn. Cho đây tới tối mày nhịn. Mày xuống đây ăn luôn đi. À biết muốn ăn đâu ăn. Trời ơi con này nó gì vậy trời? Con ngựa này thiệt chứ. Nó trơn. Rồi, ok. Rồi. Thì sau một cơn mưa thì mặt trời đã sáng rồi nha mọi người. Đó, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng luôn nè mọi người thấy không? Đó, ok. Nói chung là bây giờ hết mưa là được rồi mọi người, mấy anh em mình ăn cơm nha. Tạ căng ngồi ăn nè mọi người. Rồi mày tất cả mọi người ăn với mấy em mình nha. Mày tất cả mọi người nha. Vui vãi.
ăn cơm cho mọi người chứ. Mọi người ơi, không ăn được, ăn riêng. Sang ăn nè, để mình dơm từng đứa cho mọi người xem nè. Chơi không đoàn kết. À, quý Sang nè. Nhéo lách lại. Y như y như heo gừng ngồi trên cây ăn nè. Mọi người á. Đứa ba ngồi góc trên mọi người. Còn rồi Toàn dưỡng hú ngồi ở đây nha. Anh Tấn cho em xin miếng nước mớt anh Tấn. Còn đây mấy anh em mình nè. Tấn ở đây. Lấy trái ớt cho bé Tư rồi đứng. Xin nãy giờ. Đó mới đói rồi. Ngon nha. Tranh thủ ăn xong rồi. Vui mọi người, nhìn rất là thú vị nha. Ừ. Cái lục bình ăn bể ngon, lục bình lên ăn sống luôn anh em. Mời mọi người ăn cơm nha mọi người. Do là trên đây khó quay lắm cho nên là mình sẽ tự quay luôn. Đổ tô cơm đậu tao nghĩ. Rau xào rất là ngon. Cá kho lạc bầm tày thôi. Tuyệt vời. Đói dữ lắm luôn mọi người, giờ này là gần 3 giờ chiều rồi mới được ăn. Vui ha mọi người ha. Trời ơi quá trời lùa rồi kìa ha. Mời mọi người đi anh Tấn. Mời mọi người nha. Đầu bếp chính mọi người. Đây anh Phương cũng đầu bếp chính luôn. Bữa nay hai đầu bếp nha. Chánh ra cho anh Tấn làm. Vậy không đó. Nhìn này thấy sầu đời quá mọi người ơi. Mày sợ ai thấy mày ăn hay gì vậy Toàn? Ừ. Mày ăn mày núp mày ăn vậy? Ừ, cái này ngồi được, nhưng kia cao quá không biết ngồi. Ừ. Được chưa? Đúng rồi. Còn bé này sáng bị ông chích cái tay sưng này nha mọi người, đâu rồi cái tay cầm tô cơm được. Trời ơi. Cái tay gấu. Bự hơn tay anh luôn á. Ừ. Cổ của Tấn cũng sưng, chạy cũng cổ luôn. Sưng tới cổ luôn hả? Ghê vậy? Nó lọc á. Nói vậy chứ sưng dữ lắm á, không phải giỡn đâu. Cho nên cẩn thận. Danh là chích cái là coi như là nguyên mặt luôn rồi. Là biết cái mặt này. Thôi bây giờ mấy anh em mình ăn cơm cho mọi người. Xong rồi sẽ tiếp tục kiếm đồ ăn để ăn tối nay nha mọi người. Giờ cũng 6 giờ mấy tối nha mọi người. Giờ Phương với Tuấn Lê đi rửa lưới nha mọi người. Rửa lưới xong rồi tiếp tục qua bên kia, bên cái ao kia dân. Dân xong rồi về bằng đồ ăn mọi người. Rồi thấy em. Còn đồ ăn xong, ăn uống xong, tối tiếp tục đi săn đêm tiếp nha mọi người. Tính cái đồ hồng dưới rồi đó. Ở cái chép hả? Chép vàng. Ba con mọi người. Này vô con nước hay sao Tấn? Đúng con nước, nước sáng á. Mình quên đem cái đèn quay theo, hơi tối xíu mọi người thông cảm nha. Cá tiếp mọi người, lên cá tiếp. Hai ba con. Cá gì vậy? Ôi tôm. Dính tôm luôn. Dính tôm. Quái thiệt. Lên mọi người. Dính bé tôm mọi người. Vậy này mấy đứa chắc bất ngờ dữ. Cá dính tôm. Cá anh Phương. Rồi thấy rồi. Cái điêu hồng á hả, hay gô phi điêu hồng. Tay này dính cái điêu hồng dữ không? Trời ơi, nước mà giá sáng mà bài bản không dính. Với lại mưa tay một là ăn ớt. Hai bên đây là cái chỗ bè hầm ta nuôi phải không? Bên đó ta nuôi cái ba sai rồi á. Ủa kỳ vậy. Tại nó cái này cá nó ngoài nó đi xong nó vô cái dừa nó ở. Dính nữa. Mỗi lần dính cá là mình sẽ quay cho mọi người xem nha mọi người. Ôi, đừng mưa. Tối đừng mưa, mưa không vui. Cá này gỡ chưa xong rồi con kia nó tới nữa mọi người. Gô phi phải không? Gô phi mọi người. Bự bự đi không nè. Còn nữa không? Còn nữa không? Còn. Kiếm thuốc vào đây nhiều. Trời ơi anh Phương ăn nguyên một lụ luôn. Trời ơi con anh Phương. Trời ơi đưa vô trong. Trời ơi con này.
Ôi quá ngon mọi người. Xuống đây là tứng giống như thổ địa vậy đó. Ủa sao không gỡ luôn hả? Gỡ luôn đi. Ô nhiêu đây là sang bên em mình ăn ứ rồi. Xuống đây là Phương chỉ có việc là mằng cá làm ba cái việc lặt vặt không người. Ở đây có thổ địa rồi. Thổ địa. Đưa lưới vô. Sớm dẫn mấy đứa này không dính buồn chứ. Giờ lại gỡ lại chứ. Có nhiều khi cái này cũng kỳ lắm nha. Chở mấy đứa kia dông nặng. Tại sao nó chặt nước mà lúc giang nó giang chứ không có dính. Sái con nước á. Tới công chuyện nữa rồi mọi người. Một về luôn. Ê, em nói đúng không? Nó đúng con nước rồi là nó vậy đó. Nhiều khi hợp với anh nữa. Lâu lâu quay cho mọi người xem nha. Đây là dính nhiều đây 2 kg được chưa? Khỏe. Ừ. Chút xíu rồi nè. Quá đã. Cái này khúc trong đó nó không dính á. Khúc đó nó mà chịu dính cái nữa là thôi. Lo mà gỡ hả? Lo mà gỡ. Đây mọi người ơi, đây là thành quả một tay lưới nè, đi hỏng con nè. Giờ mình lấy tay lưới này với Tướng Lê qua bên kia văng nữa nha mọi người. Rồi xong rồi mình thăm mấy tay kia luôn phải không Tướng? Hồi sáng đừng có thăm không? Em thăm con dạo mọi người. Không phải sáng đừng có văng thêm nữa không? Đúng rồi. Ok, giờ tiếp tục nha mọi người. Đây, đố mọi người cái gì? Dở lên cái em, dở lên em đừng có pha đèn vô nha. À, cá chài mọi người, cá hiếm, lâu lắm. Hiếm lắm mới gặp được con á. Lưới là nó vô xé mạnh trơn chứ dễ gì. Mà tay lưới mới nha mọi người. Sắm xe. Thì theo nó dính sớm nhưng mà nó còn mạnh nữa nè. Trời chuyển mưa nữa rồi mọi người ơi. Hiện tại bây giờ mình đang nằm trong võng để mình nghỉ mệt. Mũi ở ngoài quá trời, côn trùng nó bay đầy đàn luôn nè. Bay đầy ngoài hết á, trời chuyển mưa nữa rồi. Cái thử thách này đối với mình thì mình cảm thấy rất là cam go luôn mọi người. Tại vì cái thứ nhất là ở trên cây nó nguy hiểm. Cái thứ hai là trời, thời tiết nó đang đó. Thời tiết cũng đang chuyển mưa hoài mọi người, sớm quýnh đám rồi, không biết khuya nay có quýnh đám nào nữa không. Mình cầu mong trời Phật là đêm nay không có mưa để mấy anh em mình ngủ cho nó an toàn mọi người. Chứ để trên cây mà tối mưa nữa bật đèn bật đuốc lên di chuyển tới lùi nguy hiểm lắm. Thì bây giờ anh em mình nghỉ ngơi rồi để anh Tấn với anh Phương đem lưới cá về rồi anh em mình chế biến món ăn. Xong rồi sẽ ăn rồi mà tính tiếp nha mọi người. Quên đó. Mưa luôn rồi mọi người ơi. Mưa luôn rồi. Không biết trong máy quay mọi người có nghe tiếng không nữa. Yên lặng nha. Yên lặng cho mọi người nghe tiếng nè. Ok. Mưa lớn lắm rồi. Mưa lớn lắm, mưa luôn rồi. Giờ kéo bạc đi anh em mình tụm vô cái chỗ anh em trốn đi. Kéo bạc lên nhé. Kéo bạc xuống ngay chỗ anh Phương á. Tụm vô chỗ của anh Phương á. Anh Phương Vinh Tấn đi ấy lớn rồi. Nên xe điện gỡ giỏng nha mọi người. Anh Phương lại đi. Anh Tấn lại đi, có giỏng Tấn lại kìa. Sao mưa luôn gì lâu tới vậy ta? Hay là mưa bên bển không mưa bên đây? Lớn á. Nãy bên. Rồi, nhưng không ra mà. Bên đây mới tông. Rồi, mưa tới rồi kìa, tới kìa. Mọi người nhìn trong màn hình mưa nó cũng đã ghê nha mọi người. Bên cái giò ngáo kìa. Dẹo. Cuốn dẹo anh Tấn vô. Anh em đi chui vô bạc trốn nha mọi người. Đó rồi đó. Nhá bạc ra mới được. Nhá ra đâu? Nhá ra biết bên Linh Phương. Chứ là đồ này nè, đồ mình nữa. Nhá xuống mở nhau nhá. Xe đây. Mưa nhau mọi người. Tới ông cậu. Mưa rồi mọi người, thua luôn rồi. Quá cực. Rồi lớn luôn rồi. Tới luôn rồi. Được rồi. Đó đem nhậu chi chặn luôn rồi. Thôi cứ tắm bạc rồi đỡ. Mưa lớn rồi mọi người. Ngày hôm nay mấy anh em mình đi trên cây thì lại mưa quá trời mưa luôn mọi người. Toàn đang dọn mấy cái đồ đi. Ý, ướt đít rồi. Tới đít rồi. Toàn đang dọn mấy cái đồ để mấy cái đồ nào ướt đó mọi người sẽ dọn vô. Quá trời mưa luôn bữa nay. Cái đèn này không biết có chống nước được không nữa. Toàn mà tắt cái đèn này nó xu luôn á. Anh ba vô đi anh ba, ướt mình. Đây.
Thôi tạnh rồi, tạnh rồi, tạnh rồi. Mưa luôn, mưa luôn. Mưa luôn, mưa luôn. Rất là, nói chung là mấy anh em mình rất là sợ luôn á mọi người. Tại vì trên cây thì mưa thì rất là nguy hiểm, cái cây lớn nữa. Bùa hông quá trời luôn. Cái cây càng lớn á thì mưa càng nguy hiểm nha mọi người. Thứ nhất là gió mái, thứ hai là trời sẽ, những cơn mưa đầu mùa sẽ có sấm sét. Cho nên là mấy anh em mình rất là sợ. Hy vọng là không có gì xảy ra. Thành quả của mấy anh em nãy giờ mọi người. Đây mới này phương mầm rồi. Ở đây ban cá lục kiến, còn mớ này mình gọng mấy người. Nhiều lắm. À, trong đó có cá hát lát, cá rùa biển, rồi cá gì nãy tôi nói đó, cá chai, rồi cá này cá gì vậy, cá chép, nhiều phi điêu hồng, cá hát lát, rùa biển. Sẵn là hồi lên cái chiên cơm cho anh em ăn luôn. Tại giờ mưa, mới mưa xong mọi người, mà mấy này mất nhẹp mấy đứa kia nhà không biết làm sao rồi nữa. Thì hiện tại bây giờ thì trời quang mây tạnh rồi mọi người ơi. Sau cơn mưa thì mình nghĩ là mình cầu mong là mình ước và mình cầu nguyện là đêm nay không có mưa nha mọi người. Mưa là không được nào, anh em mình ngủ được hết. Anh Phương với lại anh Tấn Lê mới về mọi người, quá trời cá luôn. Mấy nay mình tối nay thì thành quả nó rất là nhiều nha mọi người. Hai con cá điêu hồng rất là bự. Chà bá luôn. Anh em lắm lần sau cơn mưa nha mọi người. Quá mưa rồi, mưa rồi cực lắm cực. Thôi. Hy vọng là không có mưa nữa nha mọi người. Mưa là phải cuốn giỏng hết. Mày đe nhỏ kìa. Không có đè đâu, nó chui vô đó, nó nằm cho nó ấy tự nguyện chui vô. Ok, thì bây giờ mấy anh em mình sẽ cá nó sẽ làm rồi ăn cơm nha mọi người, rồi xong nghỉ ngơi xíu rồi khuya nay mấy anh em mình sẽ đi sau đêm nha. Tự nhiên dành thì đèn chim mấy cái cá đồ mọi người, với chim rồi đó. Anh em mình săn được đó, vừa chiên rồi chia ra ăn nha mọi người. Chiên. Em nghe anh nói quay chiên cơm. Chia cơm. Chia cơm hả? Giờ chiên cơm đó thì chừng nào đi săn. Giờ tới vú em Danh với lại vú em Tấn nha mọi người. Anh Tấn kêu anh đi nghỉ ngơi, anh không chịu, anh ngồi anh làm hoài. Anh em mà xuống rồi. Xuống chiền anh em ơi. Chiền lấy cơm ăn anh em ơi. Bát cơm đầu tiên. Bát cơm đầu tiên nha mọi người. Của thấy nè. Bát cơm thứ hai. Rồi nhắn bo đi đâu lên chảnh ăn đi mày. Đây là cái cơm của con Sang nha mọi người. Sang ăn đâu, ngồi đang luôn hả? Ăn trên kia rồi. Rồi để Sang lên kia mọi người. Vui lắm ba ơi, cơm ăn ngày hai đi. Nguyễn Văn Ba. Tối rồi là âm sùm mày. Giờ mấy anh em ngồi ăn cơm nè mọi người thấy không? Đó, vui không? Trên cây người cũng trên cây, nói chung trên cây hết. Đây, cơm mình. Cảm nhận như thế nào anh em ơi? Cái nghe mà thú vị, nếu không có mưa nó sẽ rất là vui luôn. Có vui vui hơn đó. Mưa cực quá. Có mưa vui hơn chứ. Anh Phương nói vui hơn cả. Mưa trơn quá mọi người. Té đập mặt. Té đập mặt. Tới đây mặt là trơn á. Cái gì vậy ba? Mọi người là mọi người xem hay là mọi người này? Nhức đầu thiệt. Rồi giờ mấy anh em mình ăn cơm nha mọi người. Đây, mời cả mọi người ăn nha. Ăn xong rồi mấy anh em mình sẽ đi săn đêm nha mọi người. Tại nước cạn nè, sẽ có những thứ để anh em mình săn. Ok, hy vọng là tối nay sẽ có thành quả nhiều nhiều nha. Nói chung là tối nay cũng ngủ cũng ít, đi nhiều. Đủ săn không anh Phương, anh Tấn? Mình bơi tay không hả? Đúng rồi. Ok. Đây đâu có chạy mình bơi không hả? Ok mọi người. Thì bây giờ mấy anh em mình mới kéo chiếc xuồng ra mọi người. Để cho toàn với lại Sang dẹo thì ở trên cây nha mọi người. Thì giờ mấy anh em mình sẽ đi soi đêm để kiếm mồi tối nay anh em mình ăn nha mọi người. Thì bây giờ mấy anh em mình đang bơi dài dài vô cái chỗ hồi sáng nhăn lứ á. Sẽ gọi dưới sông xem có con ạch ạch không, với lại mấy anh tí không nha mọi người. Nên mình sẽ săn đêm. Để anh không? Từ từ để tí. Ớt nè mọi người, ớt nè mọi người. Thấy không, thấy không? Bự lắm, bự lắm, bự lắm. Chặt dưới cho nó, gỡ em anh chắc. Đơn. Còn rồi đây nè. Trong máy không ấy? Ôi kìa kìa, đó, 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 đ
Thôi lỡ mày. Wow. Có gì được không anh Tấn? Được rồi. Chụp lên tới nơi điện là sống. Không không. Mày xuống mày. Mày xuống mày nằm mày nhả. Nó thủ thế kìa. Tuyệt vời. Bắn nhỉ nhởm quá trời. Tuyệt vời mọi người ơi. Anh Phương nó lập công. Ông Phương bắn hả? Trời ơi, anh bắn ngay vậy. Ông Phương bắn hả? Trời đứng nhịp dầu, đứng nhịp dầu không. Trời. Đây mọi người. Đâu anh Phương? Nãy quay được khúc bắn nhảy nhảm không anh ba? Không có sao không thấy. Ôi ôi nó mọc kìa. Quay cái lưng lại anh Phương. Vàng hới liền. Đâu á? Tao. Tiêu luôn quá. Một fan hú hùng hú vía. Vậy luôn anh Tấn. Bị gì vậy anh? Quá nhiệt tình ha. Bị gì hả? Bị gì đâu? Bay xuống anh nghe tình đụng. Biết nó chưa chết nữa. Sẵn ít sẵn sẵn làm ta lưới luôn. Ôi con cá. Con cá cái linh này ở sao? Nó nữa hả? Như ba con cá mè rồi. Cái giò nữa kìa. Cái giò bự nữa kìa. Cái gì vậy? Thôi. Đây giỡn tiếp chứ. Đi nữa. Con ăn này. Nó trắng lý cho anh. Cái này kiểu anh chia sẻ kỹ thuật cho tứ đại dân nó khác. Sáng hôm nay nói gì đâu. Với anh Phương. Cái người biển này ơi, cuối cái này luôn anh. Cuối cái này cái gì đó. Cá sình đúng không? Cá sình. Trời ơi, cái bùa biển là gì rồi? Cái bùa biển sống ở biển chứ sao tụi bên Phương? Rồi con đi đâu? Đây là đúng rồi, ai đâu lên xuồng quay nó anh ơi. Xuống luôn nè anh ơi. Ê, đi lưng anh. Ừ, ta lớn hết luôn rồi. Này là bé ba. Đỉnh lớn rồi. Bé ba làm gì xấu xấu vậy? Bé ba là cậu biết đâu đứng đạp hụt kìa. Bé ba có tâm với nghề nha mọi người. Anh tưởng hụt cái gì anh tưởng cạn anh bước. Ai biết em tưởng cạn em mới phóng súng. Anh bước rồi cái hụt. Cá trái tắt cái đèn đi. Trời ơi, rửa cái coi. Nó mới bự vậy. Trời. Ủa, danh hả? Không, không phải danh. Đâu ra mà. Danh sau lưng à. Na hụt.
nha. Nào. Thầm bắn ếch nào. Cái hàng Thái là có rồi đó, nhưng mà không biết. Bíp 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 bíp. Chụp chụp cơ. Ngáy gì vậy trời. Mồ lục bình ra kìa. Rồi dính rồi kìa, tưởng giỡn hay dính thiệt kìa. Đâu người con đó đó. Rồi chụp em bắn. Cái hình thì có rồi đó. Mấy con tưng? Ba con. Nhỏ nha. Thấy. Nhìn cái vỏ dục hết. Dạ, đúng rồi. Đó. Nó bự đó anh Tấn. Nhiều với ta. Cái ngồi à, đứng em bắn luôn anh Tấn ơi. Quá đẹp, quá đẹp. Tôi nữa đi. Nó tụi nó đi. Bỏ đi. Đây đây tới. Giờ số mình là không có chơi chơi ở dưới nước được mọi người. Trên bờ chạy chạy đó quất con chuột nửa ký. Cho chạy quất anh chục nửa ký chơi à, thấy gì không ta? Không làng, không làng. Chết rồi. Nằm rồi. Nhìn chét lỗ tai luôn á. Nó nằm rồi nè. Giờ phát lên lại mọi người, quay tôi cái này. Giờ danh phát lên lại mọi người, bao mình nãy làm mình cũng hơi bị buồn ngủ xíu giờ thôi. Con ếch thì chắc 300 gram nè quý. Con nhỏ đâu à, 300 gram mà. Quá vui mọi người. Này quá hình. Chúng
tới cái đèn luôn. Đây là cầm lên bắn thôi chứ ngu mày. Ê nữa kìa hả? Cứ đánh chung cho bá lửa luôn kìa. Thiệt đó không có giỡn nha thiệt. Chung chung chung. Ôi trời bự luôn kìa. Rồi nó bự luôn kìa. Trời ơi. Cái gì mà đựng nó mới được. Bỏ vô cái hộp kìa. Bỏ vô học đi để nó bò tao lưa trong đây em. Nhả luôn mà, nhả. Ê, bỏ vô cái học đi đó nó bò từ lưa. Bắt bỏ vô cái học đi. Rồi. Tới nhà rồi mọi người ơi. Ủa, sư phụ này bắt cá hay gì ta? Bắt rồi. Ủa sao nước cạn hơn nãy cô? Thấy không vậy mà. Ngủ trơn luôn rồi. Ngủ sạch rồi, giờ này mười hai giờ không ta? 1 giờ rồi. 1 giờ sáng hả? 1 giờ 3. Gần 1 giờ rồi. Lẽ vậy, lẽ vậy. Giờ mấy anh em mình sẽ tổng số thành quả của mấy anh em mình cho mọi người xem ha. Thì mấy anh em quyết định thả con rắn này nha mọi người. Rồi nó sẽ nó chui với cái chài vậy. Bắt được cái đầu ra đi anh Phương ơi. Để nó đau đau, nó quạo. Ừ, nó bò, nó nổi da gà luôn. Thả mọi người, thả nhắn chung đi, tại mấy anh em mình ăn hết rồi. Cho bé ba. Để xa xa đi đến 18 á anh Hiệu. Đây mọi người, đây là thành quả mà mấy anh em mình đi được nè. Dở lên chứ anh Phương. Ôi, 4 cái ếch rồi. 4 cái ếch rồi. Ơi, khủng nó khiếp không? Coi nè mọi người, coi nhìn từng con nè. Nó vàng hực nè mọi người không? Chuyện này Phương sợ mấy anh em không có mồi nên Phương phải cố gắng Phương bắn. Mệt Phương quá Phương ơi. Thôi. Mệnh Phương ba. Rồi bây giờ nói chung mấy anh em mình sẽ chế biến cái phần thành quả này để ăn khuya nha mọi người. Giờ này cũng 1 giờ sáng rồi. Thì mọi người thì nãy giờ anh Tấn anh xào mọi người. Giờ thì cũng đã xong. Đây. Đây là cháo nè mọi người. Mình sắc nước xuống mình nha. Rồi, tắt đèn luôn rồi. Ừ, cháo nè. Đó, cháo nè mọi người. Quá đã luôn. Anh để rửa review cho cháo nóng nè. Hồi cái này chín cái nhắc xuống ăn. Ok, giờ thì đợi chín cái cho anh em mỗi người một tô mọi người. Hiện tại bây giờ là 2:34 sáng. Đó. Ok. Ok. Thì cái thử thách của mấy anh em mình đã đạt được 17 tiếng rồi nha mọi người. 17 tiếng. Thì bây giờ mọi người nghe. Và giờ con tim này cũng đã. Anh Phương ảnh tuổi già sức yếu cho nên là giờ này ảnh phê mọi người. Anh ngủ nha mọi người. Cho nên mấy anh em mình còn mấy người thì ăn mấy người. Thì bây giờ anh Tấn nói mà luôn kìa. Gì? Tôi chỉ nói màu mày mặt mày kỳ vậy. Đắt đèn luôn đi. Thì bây giờ anh Tấn sẽ múc cháo ra từng bạn rồi ăn nhau người. Cái nồi cháo ếch rất là ngon luôn mà đi về đường quá cho nên Phương anh ngủ. Hồi cái đẩy lên Tấn sáng nha, thăm lên ăn tới nha. Cháo. Cháo ếch mà ếch đồng, ếch thiên nhiên luôn. Đâu quay cái nha. Chờ mình quay là cháo người xem. Đây. Đó, mọi người thấy không? Và đây là cái nồi kho nè. Cháo ếch Singapore. Rất là đã luôn mọi người. Thì bây giờ mấy anh em mình sẽ ăn phát xong rồi đi ngủ nha mọi người. Sáng mai là chiến tiếp. Cảm ơn người nha. Ăn cháo ếch đêm.
sắp sáng nha mọi người, ăn xong ngủ. Điện lắm vô. Rồi, cảm ơn người nha. Cháo hơi lạc nha mọi người, với lại ăn chung với cái này. Ít kho nha mọi người, nhìn chết Singapore vậy, mình thấy mọi người nha. Dài. Ngon lắm mọi người. Hồi nãy cho vậy đi theo bắt hết. Cái này xe chuyện ở trong sáng. Phụ mình chuyện xe lên đầu. Mời mọi người ăn cái đùi nha mọi người. Cái gì anh Tướng ơi? Đã không? Cái da nhách luôn mọi người. Còn với cái này mà mùa ăn cơm đã dữ lắm trời. Nhưng mà xào xé ớt ăn cơm thôi hết bài luôn. Đúng rồi, ớt này ăn vô một cái là khác liền. Cô bé Danh. Cô Danh này, hai anh em mình chơi anh cháu luôn. Để bút cho anh em ít xả ít kho đó nè. Nè có múc xuống ngay nè, chơi nước ăn miếng. Tuyệt vời lắm nha mọi người. Thì bây giờ mấy anh em ăn uống nha mọi người. Ăn xong thì Toàn sẽ ngủ dưới đây nha, nó đổi chỗ ngủ rồi. Ngủ đây, kỳ cao lắm nhưng ngủ. Thì giọng rồi cô anh Tấn. Mình đã ỉa trước khi giọng rồi cô anh Tấn. Còn tắt đèn luôn mọi người. Anh Phương nằm bên đó nha mọi người. Đó, anh Phương nằm ngay chỗ anh Sang ngồi đó. Anh đang ngủ trong đó luôn rồi. Dẹo nằm đây. Anh Ba thì nằm lẻ loi bên đó nha. Đang là anh Ba nằm với Toàn nhưng mà Toàn bỏ anh Ba rồi. Trên đây là chỗ của Danh với lại Sang nha mọi người. Đó. Còn mình là mình ở trên đây nha mọi người. Đó, mình ở đây. Ok, thì giờ mấy anh em mình sẽ vô mùng và kéo lại ngủ nha. Hẹn gặp lại mọi người vào sáng ngày mai nha mọi người. Giờ này ai cũng đuối hết rồi, cho nên phải ngủ để lấy sức để sáng ngày mai chiến nữa nha mọi người. Ok. Anh em ơi. Thôi ạ. 6 giờ em dậy em nằm tới giờ này. 6 giờ đây cũng quay bình minh vậy. Vậy là chúng ta không gặp nhau rồi. Cảm giác tối ngủ đây thì cũng khá là mát mẻ mọi người, không có gì hết. Sao? Sao vậy? Cái gì? Ở đâu? Chạch chạch hoài hay gì? Hả? Nó sợ nó không dám ngủ mọi người. Thôi giờ để rửa mặt rồi cái đi rồi. Tính tiếp mọi người. Bây giờ anh Phương với anh Tấn đi thăm lưới nha mọi người. Anh Phương ảnh ích kỷ lắm mọi người, anh nói thôi đi mình anh cho vui để mấy đứa đi không có cá mắm hết. Ủa anh Phương ăn cháo chưa anh Phương? Hả? Ăn cháo chưa? Cháo tối chưa anh nồi cháo kìa. Trời ơi tội nghiệp vậy sao là ngủ ngáy o. Anh em mình lại đi thăm lưới là cuốn nha mọi người. Cuốn luôn, tại này ngâm qua đêm. Trong đây ngâm mấy tay hồi tối hôm qua quên rồi tính. 4 tay mọi người. Cuốn xong vậy đi. Về làm chế biến đồ ăn nha mọi người. Ngâm qua ngâm lưới qua đêm cái thăm cái cá nó không được tươi mọi người. Chết chưa? Chết phi. Trong tay nhất mọi người. Được con cá ấy, con cá lau kiến. Con cá lau kiến sình này, bỏ. Đây là tay lưới thứ 3 nha mọi người. Này cá mới dính, cá gù biển, cá gù phi. Tay này xong còn tay nữa.
buổi sáng đắt thu mọi người. Hôm là chỗ này cũng dính cua biển nữa phải không? Đúng rồi. Ngay chỗ này luôn rồi. Cua biển đi cặp mé. Cua biển bự không à? Thứ ba là dính toàn cái cua biển mà to to không mọi người. Cái này lâu lắm rồi ở miền Tây mình, khu của mình mà ít gặp. Còn mấy dâu khác thì sao mình không biết. Cái này hình như là rô biển nhiều. Ồ vậy cái rô biển này nó con chua tới lắm Thường ơi. Anh thấy cái nồi ăn cho hết cái nồi cá ở nhà kìa. Mà tối mấy nay mình làm xong muối luôn mọi người. Gọng không được nó ngợp. Không có em gọng theo. Bây giờ đó tối nay mình đem gọng theo là ngon nữa. Đấy. Cái lưới này vô nguyên bài cá hường luôn mọi người. Ôi nó phải. Tính cỏ. Đúng rồi. Vô. Đây, tay lưới gần cuối được con cá chê ngon lắm mọi người. Cái đó cả 300 g tấn. Gần hết nha mọi người. Tay lưới dính được cá chê. Tổng số thành quả của 4 tay lưới mọi người. Lật được mới vô đây nha mọi người. Tiếp tục anh em mình sẽ đem về rồi làm rồi chế biến. Cái này là phải đem về mọi người chứ ăn không hết nổi à. Nhưng mà phải mần. Bây giờ mấy anh em mình sẽ cuốn mấy cái đồ này lại mọi người. Tại vì thì tối anh em thức khuya quá cho nên là sáng ngủ cũng hơi trễ. Giờ này cũng 7 giờ mấy 8 giờ rồi. Cho nên bây giờ anh em mình sẽ thu dọn đồ đạc cho gọn gàng hết. Rồi anh Tuấn với anh Phương thì gọn dưới rồi mọi người. Để anh Tuấn với anh Phương lên cái mấy anh em mình ăn cái rồi bắt đầu về nha mọi người. Ăn món gì mới là một chuyện nè mọi người. Bây giờ bữa ăn cuối này mình phải làm cái món gì cho nó hấp dẫn chút xíu nha mọi người. Thì ở đây anh Tuấn đang bắt nồi nước sôi với lại bỏ mấy trái bằng vô nha mọi người. Là món gì anh Tuấn? Canh chua bằng. Canh chua bằng hả? Mọi người nhìn cái thau cá khứ già bên kìa mọi người. Đó, hai thau luôn, một thau muối, một thau để nấu canh. Tuyệt vời luôn mọi người ơi. Ba. Giờ để quay cái cách làm canh chua bằng nha mọi người. Bây giờ anh Tuấn sẽ múc cái trái bằng này ra nha mọi người. Múc ra làm gì anh Tuấn? Dầm. À, dầm nó ra cho nó ra nước hả? Ra nước để hộp không mà. Sao nó này nắng được. Đó. Bằng này nó chín mùi nữa. Mùi của nè mọi người. Bằng này mình có ăn, anh Tuấn làm mình ăn một lần rồi nha. Nó rất là thơm. Cái mùi thơm nó đặc trưng lắm mọi người. Nó giữa thanh. Đó. Nó chua kiểu chua thanh thanh mà nó thơm đã lắm luôn kìa. Dầm ra nha mọi người. Dầm một hồi mình lấy cái nước mình đổ ngược vô để mình nấu canh chua. Nè, cá rô biển nè. Giờ anh Tuấn luộc cá nha mọi người. Cá rô biển hả anh Tuấn? Luộc trước nữa. Ôi, hai con cá rô biển nhìn kìa. Bốn con nữa. Ôi, vậy là cái hầm bến cá rô biển dữ lắm mọi người ơi. Nè, rô biển thử không à? Ngon anh. Trời ơi, rô biển hai trăm mấy ký đó. Bây giờ kiếm ăn ra đó. Cá còn nó trứng nhóc luôn á. Ba mình nói là hồi xưa cá rô biển này không à. Từ thời cá rô phi nó hình thành, cá rô biển mất tiêu. Cá này chiên anh Tuấn. Đó, giờ cá này đem vô luộc hết nha mọi người. Luộc sơ vậy đó. Cái chơi nữa, cái chơi cái vồ nó quá trời, cái chơi bự. Còn con này là con cá hường nha mọi người. Cá hường chà bá lửa luôn đó mọi người. Ở dưới hầm nhà mình nuôi cá hường cũng nhỏ mà con này nó bự dữ dằn. Còn có trứng luôn hả? Trứng luôn. Trứng dằn này, có biển này. Dằn. Mà nó tươi mới ăn được nha, trứng tươi ăn mới được. Để nó trứng qua đi ăn. Rồi giờ mình sẽ lượt bằng nha mọi người. Anh Tuấn mới dầm bằng ra đó. Em lượt. Cắt cái mùng luôn. Cắt cái mùng luôn. Đó, giờ lượt cho nó. Hay ha. Nghe sáng kiến của Danh á. Chứ giờ thơm quá nha, cái mùi không có đem gỗ heo không, có đem lượt heo mình xương tồn mà. Mùi bằng thơm. Có gì dùng nấy mọi người cắt giống. Đang mới cơm chuẩn bị phát bo cơm cho anh em ăn đi giờ nha mọi người. Nó cho súc miệng nữa nè. Súc miệng nữa anh ba. Gì? Cái mình chọn kêu. Bây giờ cả mọi người cũng như một miếng cơm trưa nha mọi người. Về cơm trưa. Đây là thịt của con cá rô biển nha mọi người. Mời tất cả mọi người nha. Cho anh hẹn. Cái giấc của tao hết chơi luôn kìa. Cá rô biển mình thấy bình thường mọi người. Tại mình không biết thưởng thức cá thì mình biết ăn rồi. Mời tất cả mọi người ăn cơm trưa. Này là gà muống đồng mọi người, gà muống đây tươi lắm mọi người. Mọi người cơm trưa với anh em mình cũng nha. Đó, cá chê mọi người. Mời mọi người.
giờ trưa mọi người ở bụng đó mọi người. Ngon. Cái con biển mọi người. Cái con biển khác, cái con đồng khác mọi người. Cái con biển ăn lâu lắm mà mới thấy mọi người. Mà ngon lắm. Mời tất cả mọi người ăn cơm trưa với mấy anh em mình nha. Mời mọi người nha. Cơm chua bằng nha mọi người. Cá quá trời cá, bữa nay ăn cá no luôn rồi. Cũng nướng hay gì? Hả? Cái gì vậy? Cái chê không à hả? Rồi. Kì vậy? Chê ngon á. Biết ăn cái gì không nổi? Ăn rau với ăn cái chiên. Cái chiên gì ở dưới á? Rau. Ăn gấp cho mình rồi. Anh Tấn trước ăn phước có chê. Đây. Hồi tối này mấy anh em ai ngủ có vấn đề gì không? Có. Danh có vấn đề không? Vấn đề gì vậy? Mất đáy. Rồi xong đi. Gì? Đi á, nửa phía đi á. Dội cho đầu anh với anh Tuấn. Trời ơi. Rồi đừng nói vậy à. Người ta 4 giờ sáng người ta không mắc. Trên đây khắc nghiệt mọi người. Ai không dám đi. Hồi tối mình nói chung là ngủ thì mình nhắm mắt ngủ là tới sáng rồi mọi người. Tại mệt á, đường người quá. Với lại mình ngủ chỗ ấy, chỗ lại chỗ em vậy á. Cho dù mà có nghe tiếng động gì mình cũng không mở mắt nữa, mình về hoài là. Sáng có mấy hàng ngồi bố hút đó. Đây mọi người, đây mình hấp thử miếng canh chua bằng của anh Tấn nha. Đây không có cái muỗng nhỏ mà mọi người. Để đi. Mọi người nha. Nó thơm. Nó thơm phức là đã lắm mọi người. Còn người quýnh cho mình cái tô như vậy rồi sẽ ăn không hết. Mọi người quốc thử miếng cá rô biển nha. Gần 36 năm rồi mới ăn được cá rô biển. Đó thiệt không ha? Hầu như em thích thiệt ha. Mọi người 36 năm lâu lắm. Anh ngay 36 tuổi. Là sao? Anh nói lại. À bụng yếu bằng trứng ha. Còn hồi lỏng xón nha. Cái này là Tuấn Lê dành cho mình mọi người. Tại bồi dưỡng là tối mình nói mình bán. Trời ơi kể nữa ha. Mà tối quá trời hết ha. Tối đã thiệt. Tối kiểu như cơn mưa, mấy cơn mưa đầu mùa mọi người. Xong rồi nước cạn nữa. Đúng cái. Nói chung là tối đi đúng bài đúng sách luôn á. Cho nên là quá trời nhiều ếch. Ngay lúc ếch ra hội. Đúng rồi. Rất là đã luôn mọi người. Tối nó là cực kỳ luôn. Biết rồi, nói chung là rất khá thành công luôn á. Nó dạng tới mức mà lại chụp được luôn á. Đúng rồi. Đủ cảnh luôn. Sớm trên đồn gần gần sáng giờ ta đi chợ bơi xuồng qua lại nó tối ai bán ếch hay quá trời kia nọ. Nguyên sớm cho đồn gần gần. Có rồi hả? Nó ăn cái anh xăm hai tay phải không? Phương gì đó. Trước này. Phương sơ đét gì đó. Phương cơm luôn á. Ngồi không có. Còn mọi người dùng cho mình miếng trứng. Trứng à. Trứng cá gô đà ơi cô biển. Trứng là Tuấn Lê dành đặc biệt cho mình. Béo hồi này. Đã nói rồi 36 năm mới ăn cá này. Thôi thua luôn. Đây, giờ mình mời tất cả mọi người và mấy anh em cùng ăn buổi trưa với anh em tụi mình nha. Bây giờ mấy anh em mình đang soạn sửa soạn đồ để rút về nha mọi người. Đây. Hôm nay mọi người ơi, bữa đi thì không khẩm ghe, bữa nay về khẩm ghe. Sao vậy? Thứ nhất là nào ăn cũng no ấy. Cái hai nữa có quà đem về nữa. Đâu? Mấy cái cá. Trong cái học hả? Trong học là cá tươi còn doanh thu của doanh thu chuyến đi này rất là nhiều thành phẩm nha mọi người. Đâu mấy tiếng rồi anh em mình đã thử thách 27 tiếng thì trên cái cây này mọi người đây đó thì thấy 27 tiếng vậy chứ mình thấy nó cũng trôi qua rất là nhanh mọi người, tại vì mỗi phút mỗi giây anh em mình đều sinh hoạt hết, không có bị ngưng lại giờ phút nào á, cho nên là thấy nó rất là nhanh. Với lại trước khi anh em mình đi tới đây sinh tồn trên cái bằng này á thì cũng đăng cái clip gọi là đi xịt gỗ ong đó, thì cũng có bạn comment nói chung là nói về cái chuyện gọi là tâm linh ở trên cây bằng, thì những cái cây bằng to lớn thì sẽ có phần tâm linh, thì anh em mình cũng biết chứ, chắc chắn phải biết điều đó, nhưng mà gọi là thử thách thì anh em mình phải gọi là đã gọi là thử thách thì anh em mình phải trải nghiệm mọi người, trải nghiệm qua cái cảm giác thử thách nó như thế nào mọi người. Nhưng mà nói chung là đi đâu cũng vậy, có thờ có thiên, cho nên là mấy anh em mình đi tới nơi cúng kính đàng hoàng thì anh em mình nghỉ ngơi, hay là 27 tiếng vừa qua thì không có tình trạng gì xảy ra hết. Ơi, nó sao nó kỳ vậy? Sao vậy? Có không? Nhớ nói gì là sai sự thật nha. Có gì xảy không? Có. Cái gì? Ông chích. À, cái đó đang nói gì chuyện tâm linh mà. Thôi chuyện gì nè, em cảm thấy con người anh gian dạ hẳn rồi được chút xíu. Sao tối không dám đi ấy? Nằm ngút trên cây. Thiệt, hồi tối
anh lòng cái mồm ra anh giờ hoài với giờ coi anh em mà hút nhất đó. Thì sau cái 27 tiếng này thì dẹo lời được một cây kim, anh Tấn lại một cây kim ngon mọi người. Dẹo hả? Còn... dẹo cây gửi. Dẹo cây gửi, hồi nãy mới bị dít cây con nhỏ xí dít rồi, không sao. Toàn có bị dít không? Toàn cây nữa không? Hả? Toàn bị dít cây nữa không? Đúng rồi. Rồi vậy là ba cây đó mọi người. Trời trời Phật, toàn bị dít cái nào. Quên, phút 90 chưa? Phút 90 chưa. Còn hồi giờ cái bẻ bằng nữa đó anh, bẻ bằng nữa đó. Còn mù giờ nữa đó. Ok, cảm ơn mọi người đã xem hết cái video, cái trải nghiệm cái này gọi là cắm trại đi ha, chứ không phải gọi là sinh tồn được, tại vì anh em mình đem cũng nhiều đồ chứ nên là cho nên là không phải là sinh tồn được. Sinh tồn mình đem một hai món mới gọi là sinh tồn đúng không? Thì mấy anh em mình sau này sẽ là trải nghiệm cắm trại ở trên cây bằng to lớn này 27 tiếng. Mọi người thấy video này hay thì bấm like đăng ký kênh để ủng hộ mấy anh em mình. Thì cái trải nghiệm này khá là thú vị. Kìa nó bơi vòng vòng kìa. Thôi bây giờ chào tụi mọi người, mấy anh em mình sẽ đi về bờ cho mọi người. Bye bye. Trời ơi nó kìa. Nó nè. Rồi, máy bay mày nha.